Xin kính chào tất cả mọi người, em tên là Trần Tấn Bảo, học sinh lớp 9A2 trường quốc tế Bắc Mỹ SNA. Thì video này em sẽ kể cho mọi người nghe về mẹ của em. Em đã sinh ra và lớn lên cùng với gia đình mình ở xứ đảo Chính Linh, Hải Dương. Mẹ em với nghề nghiệp chính là buôn bán tự do, nói cho mọi người nghe chứ không phải rằng tự tin. Em dám chắc với mọi người rằng nếu bây giờ mọi người có về quê của em, hỏi rằng quán bún chả của mẹ em, chắc chắn ai cũng sẽ biết. Và 4 năm gần đây, em đã chuyển vào Sài Gòn để thuận lợi cho việc lưu diễn cũng như việc học. Và thời gian đầu thì em đã sống chung với bác. Bác còn phải lo cho công việc của mình, còn em phải tự chăm sóc cho bản thân. Trước tình cảnh như vậy, mẹ em đã không yên tâm. Mẹ đã chuyển nhượng toàn bộ cửa hàng cho hàng xóm thân thiết với gia đình của em. Bây giờ gia đình của em chia làm đôi. Bố và anh trai của em thì ở ngoài Bắc, còn mẹ và em ở trong Sài Gòn. Khoảnh khắc đó đã thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống gia đình của em. Nhưng mà giờ đây thì tất cả mọi việc cũng gần như đã tạm ổn. Việc mẹ em bỏ lại toàn bộ tất cả những ổn định ở quê nhà để chuyển vào trong Sài Gòn này với em, đó chính là một sự hy sinh vô cùng cao cả. Nhưng mà trong đây, mọi sự vất vả của mẹ em dường như tăng lên. Mẹ đã làm lũ chăm sóc cho em, nhưng còn chưa kể tới những căn bệnh của người già đã tới quá nhanh. Những vết chân chim, những vết đồi mồi dường như là thẳng hiện rõ trên gương mặt của mẹ. Chắc mẹ cũng tự ti lắm, nhưng con thấy mẹ dù có thay đổi như thế nào, mẹ vẫn rất đẹp trong lòng của con. Thấy con là một người khá khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, nhưng trong mắt thế này, con chỉ muốn nói với mẹ một câu rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ nhiều dù cầm nín, nhưng con thật lòng muốn nói anh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu. Khúc hát dù con trong giấc mơ là mẹ yêu. Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ rơi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu. Dắt con đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu. Tiếng con nhiều gọi tên suốt đời là mẹ yêu. Mẹ đừng mãi xa đi cho con mồ côi.